con đường mòn này thực chất là một hệ thống giao thông vận tải với 5 tuyến dọc và 21 tuyến ngang. Các mạng vòng tránh, liên hoàn đi qua 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Phần lớn các đường nằm trên địa bàn rừng núi trùng điệp, hiểm trở, thời tiết vô cùng khắc nghiệt, đi qua các vùng của đồng bào dân tộc thiểu số, được ví như trận đồ bát quái xuyên rừng rậm. Với những nhiệm vụ đa dạng và quan trọng, đường Trường Sơn được Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương khẳng định là con đường chi viện cơ bản nhất, chủ yếu nhất cho miền Nam và cho nước bạn, có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng trong trước mắt và cả lâu dài. Một cách hình tượng thì đường Trường Sơn, đường mòn Hồ Chí Minh chính là động mạch chủ của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Do vai trò của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Chiến trường